Từ khi thủy điện Nông Trang, Đắk Lắk, Đắk Nông ngừng hoạt động và rút đi, đã để lại ba hồ nước lớn lần lượt đánh số theo thứ tự là Nông Trang 1, 2, 3 thuộc xã Đắk Ru. Người dân coi đây là hệ thống tưới tiêu chủ lực cho cây công nghiệp trong vùng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hồ được người dân gọi với cái tên khá rùng rợn là Hồ Tử Thần, bởi gần như năm nào một trong ba hồ trên cũng đều nuốt vài ba mạng người vô tội. Nhiều câu chuyện đậm chất tâm linh cũng từ đó mà xuất hiện. Hồ Nông Trang 1, 2, 3 nằm trên địa bàn xã Đắk Ru. Trước đây vốn là lòng hồ chứa nước cho thủy điện với độ sâu từ 10 đến 20 mét. Kể từ những năm 1980, khi thành phố Hồ Chí Minh có chính sách di dời những hộ dân thuộc các khu vực xóm bụi, xóm nước đen và những người lang thang cơ nhỡ về đây sinh sống, lập nghiệp, thì quanh hồ trở nên xôm tụ. Do yếu tố địa lý là rừng núi nên giao thông nối các thôn ấp vẫn còn vô vàn khó khăn. Con lộ dẫn vào xã Đắk Ru trên ven dọc sườn núi, đi bất cẩn có thể trượt chân, té ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm, người dân nơi đây vẫn ngày ngày cặm cụi ra vào để chăm sóc cà phê và vận chuyển lương thực bám trụ cuộc sống. Nhưng khi chuyện thiên tai chưa kịp ám ảnh thì nỗi lo nhân tai lại ập đến, bởi các vụ nạn đuối nước ở ba hồ nước trên đột nhiên tăng một cách bất thường. Hơn 10 năm nay, hầu như năm nào cũng chứng kiến những vụ người dân chết đuối, bao gồm chết đuối đơn lẻ và đuối tập thể. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Phong, có con trai là nạn nhân của một trong ba chiếc hồ tử thần này. Anh Phong kể, vào năm 2009, vì bận bịu đi làm dãy nên anh để người con trai là Nguyễn Văn Cảnh trong nhà. Trưa nắng nóng, con anh cùng chúng bạn trong xóm rủ nhau ra hồ Nông Trang tắm nhưng không trở về. Gia đình đổ xô đi tìm ven hồ. Đúng ngày thứ ba, như có linh cảm, mọi người men theo bờ hồ Nông Trang một xem thì ai nấy sững người khi thấy xác bốn cháu nhỏ nổi lên bên, trong đó có cháu Cảnh. Theo anh Phong thì 5 năm qua tại hồ Nông Trang 2 và Nông Trang 3 đã xảy ra 4 vụ đuối nước tập thể khác, làm 6 cháu nhỏ và 2 người lớn tử vong. Cụ thể, vào tháng 4 2012, hồ Nông Trang 2 đã nuốt 2 cháu nhỏ là anh em ruột trong một hộ dân của thôn Đoàn Kết, cách địa điểm này khoảng 15 mét. Đúng một năm sau lại thêm một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 đứa trẻ, một trai một gái tử vong. Chính vì những vụ đuối nước cứ lần lượt nối tiếp diễn ra trên ba lòng hồ nên nảy sinh không ít chuyện đồn thổi tâm linh khiến người dân hoang mang lo sợ. Gia đình bà Nguyễn Thị Bảnh, 46 tuổi, sống gần lòng hồ, là một trong số những hộ dân bị ám ảnh nghiêm trọng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Bảnh quả quyết rằng rất nhiều lần bị các oan hồn từ lòng hồ về quấy nhiễu, khiến gia đình bà vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Nhiều ngày trôi qua, quá hoảng sợ, bà phải mời cả thầy cúng cao tay về giải hạn, dùng bùa trấn yểm nhưng vẫn không xong. Nhiều đêm đang ngủ, tôi lại giật mình thức giấc, thấy có ai đó đi từ lòng hồ vào viếng thăm nhà, khiến ăn ngủ không yên, sinh hoạt đảo lộn. Nhiều tháng nay, gia đình quyết định đóng cửa, bỏ nhà hoang, rồi lùi sâu vào trong dãy ở, bà Bảnh nói. Mặc dù vườn cà phê của gia đình bà đang trong thời kỳ cho thu hoạch với năng suất rất cao, nhưng vì lý do trên, bà vẫn quyết định rao bán. Vậy nhưng, thời gian trôi qua cũng chẳng có ai đến hỏi han. Người dân nghe sợ, nếu mua được đám rẫy tươi tốt ven hồ của bà Bảnh thì về cũng bị ma quanh bờ hồ ám, mang bệnh mà chết. Đang ngày ngày trông ngóng có người đến thanh lý khu vườn thì một tai nạn thương tâm khác lại tiếp tục ập đến, khiến gia đình bà Bảnh vốn đã hoang mang nay càng vô cùng lo sợ. Đó là vào tháng 4 vừa qua, hai cháu Trương Mã Tiến 9 tuổi, con trai của anh Trương Mã Tiên, và cháu Hằng 7 tuổi,
con gái của vợ chồng chị Liên, ở cùng thôn đoàn kết. Trong lúc chơi bên bờ hồ, bất cẩn sẽ chân đuối nước. Người dân cho rằng hai cháu là nạn nhân của những oan hồn trước đó, chứ không đơn thuần là vô tình nữa. Không chỉ có lời đồn thổi về chuyện oan hồn bắt người thế chỗ, mà xung quanh những cái chết thương tâm lại xuất hiện những câu chuyện vô cùng kỳ bí. Đó là cái chết của một nạn nhân đuối nước. Sau nhiều năm chôn dưới lòng đất, khi bóc cốt, thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Anh Lê Văn Huân sống bên bờ hồ kể, vào năm 2006, một người đàn ông gần 40 tuổi đi đánh cá vào lúc sáng sớm, không may chết đuối. Chiều cùng ngày, người ta vớt được xác lên để tiến hành các thủ tục an táng, thì mắt nạn nhân vẫn mở trừng trừng. Lát sau, có một người phụ nữ tới xưng là vợ. Người này vào vuốt mắt cho chồng nhưng vẫn không nhắm, dù làm lại nhiều lần vẫn không được. Là người quen biết trong làng nên anh Huân xung phong vào làm phước. Khi đến bên thi thể nạn nhân, anh vừa đưa tay lên vuốt mắt vừa nói: anh sống khôn chết thiên, thì mong anh nhắm mắt để yên nghỉ nơi chín suối. Đột nhiên mắt người đã khuất nhắm nghiền lại. Sau đợt đó, anh Huân bị ám ảnh nặng. Hàng tháng trời sau, đêm nào nằm ngủ anh cũng bị bóng đè, không đêm nào có giấc ngủ ngon. Riêng người vợ, sau khi nhận xác chồng đem chôn cất chưa đầy 3 tháng đã khăn gói bỏ đi theo người đàn ông khác. Mãi đến 6 năm sau mới quay về chốn cũ, cải táng đem về quê. Điều ngạc nhiên là khi đào lên, thi thể vẫn còn nguyên như hồi mới chôn. Dù rất hoảng sợ, nhưng được nhiều người khuyên nên người phụ nữ này đã thuê người cất bốc. Nhưng cũng đúng 6 tháng sau, không hiểu vì sao mà người phụ nữ này trở nên điên loạn. Suốt ngày ra đầu làng, khi thì gào khóc gọi tên chồng, lúc khác nghêu ngao. Còn người tình thì bỏ đi đâu biệt tích, không ai hay. Từ câu chuyện này, nhiều người cho rằng người đàn ông xấu số đã bị những oan hồn dưới lòng hồ gọi xuống, cũng như người phụ nữ kia cũng bị hồn ma oán thán nên mới sinh ra điên loạn. Câu chuyện này một lần nữa lại dệt thêm những lời đồn rùng rợn bên những chiếc hồ tử thần. Nói về vấn nạn này, ông Vũ Đức Hòa, 65 tuổi, sống gần hồ bức xúc. Những vụ chết đuối nằm rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau trên 3 lòng hồ. Điều đáng nói là chúng lại nằm sát khu dân cư, đông người sinh sống. Chuyện có ma hay oan hồn như thế nào thì chưa biết, nhưng thực tế nhiều năm qua, những hồ nước trên đã cướp đi nhiều mạng người. Thời gian qua, chính quyền xã đã cấm biển báo nguy hiểm ở khu vực nước sâu. Nhưng theo tôi, như vậy vẫn chưa đủ. Người dân rất mong cơ quan chức năng có các biện pháp rốt ráo hơn, quyết liệt hơn để giúp nâng cao cảnh giác, tránh những tai nạn thương tâm.